Ví dụ 3, cho dầm ABC, trong đó thì gối A và gối B bị nghiêng một góc là 45 độ. Yêu cầu vẽ đường ảnh hưởng của moment, đường ảnh hưởng moment và quy của tiết diện 2. Đầu tiên đường ảnh hưởng của đầu tiên đường ảnh hưởng M2. Gối A nghiêng một góc 45 thì chúng ta có thể phân tích ra làm hai thành phần, đó là LA cos 45 theo phương đứng và RA cos 45 theo phương ngang. RB cũng có thể phân tích ra làm hai thành phần theo phương đứng và theo phương ngang. Nhưng do hai thành phần này ngược chiều nhau và chúng ta không thể xác định được giá trị của RA và RB nên là không thể biết được là cái này có bằng không hay không. Do vậy mà chúng ta sẽ phải làm theo cách khác, đó là hai gối này chúng ta sẽ nó cắt nhau tại một điểm nào đó thì điểm đấy chính là khớp giả tạo. Thì chúng ta coi cái khớp giả tạo này làm việc giống như một cái gối cố định. Tại ví dụ đây là tại D, khớp giả tạo D thì chúng ta ví dụ tại D chúng ta dòng xuống được D phẩy, C chúng ta dòng tại gối di động C chúng ta dòng xuống được C phẩy. Điểm 2 sẽ nằm giữa D phẩy và C phẩy, đây là 2 phẩy. Chưa không cả. Từ D phẩy thì điểm 2 sẽ nằm giữa gối D và C. Hai nằm giữa nhịp. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cách vẽ giống như cách vẽ của tiết diện trong nhịp. Tại D phẩy chúng ta dòng xuống một đoạn có giá trị là bằng khoảng cách từ tiết diện 2 cho đến D, cho đến từ chúng ta từ D chúng ta dòng xuống đây thì nó chính là khoảng cách từ đây cho đến 2, chính là bằng, ở đây mình cho khoảng cách của mỗi cái là bằng 2 2 2 2. Như vậy thì đây nó là một tam giác cân thì cái đoạn này nó là 1 1. Khoảng cách từ mình cho đây là điểm D phẩy, D2 phẩy đi. Từ khoảng cách từ D2 phẩy cho đến 2 bằng 3. Vậy thì từ D phẩy chúng ta dựng xuống một đoạn bằng 3. Đây sẽ là D3 phẩy. Từ D3 phẩy chúng ta nối với lại điểm C phẩy bằng nét đứt. Cứ kéo dài ra đã. Sau đó thì từ tiết diện 2 chúng ta dòng xuống xác định được 2 phẩy. Từ 2 phẩy chúng ta nối C phẩy bằng nét liền. Kéo dài cho đến hết đầu thừa. Sau đó từ 2 phẩy chúng ta nối với D phẩy thì chúng ta sẽ được nhánh trái. Đây là 3 thì đây sau đó chúng ta đi xác định các giá trị của đường ảnh hưởng. Các giá trị này thì chúng ta dùng tan là chúng ta sẽ ra. Các bạn tự tính hộ mình. Tiếp theo mình vẽ đường ảnh hưởng của Q2. Đường ảnh hưởng của Q2 thì chúng ta cũng từ khớp giả tạo D chúng ta dòng xuống đây là D phẩy. Từ D phẩy chúng ta dòng xuống một đoạn bằng 1. Sau đó từ đây là D2 phẩy. Từ D2 phẩy thì chúng ta nối với C phẩy bằng nét đứt, cứ kéo dài ra. Sau đó từ 2 thì chúng ta từ tiết diện 2 chúng ta dòng xuống xác định được 2 phẩy. Nối 2 phẩy với C phẩy bằng nét liền thì chúng ta được nhánh phải. Sau đó thì từ C phẩy thì chúng ta gióng lên một đoạn bằng 1. Sau đó nối D phẩy với 1. Thì đây là C2 phẩy. Nối C2 phẩy với lại D phẩy thì chúng ta được nhánh trái.
nhớ các bạn nhớ viết dấu của nó, dương âm. À đây 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 không có gì, đây đây nên đứt chỗ này nên đây, chúng ta giống trong từ, tức là từ C7 chúng ta nối với D7 bằng đường nét đứt, sau đó từ tiết diện A chúng ta dòng xuống xác định được 2 2 phẩy, đây là đường nét đứt. Ở đây không có dấu gì hết, đây là âm, đây là dương, đây là âm. Đây cũng chúng ta cũng biết dấu của nó vào, âm dương, dương âm. Chuyển sang ví dụ 4. Ở ví dụ này có hai thanh, có hai gối nghiêng một góc 45 độ, hai gối này song song với nhau. Chúng ta cũng không thể xác định được các phản lực của RB và RC. Hai cái thanh này nó cắt nhau ở vòng, hai cái liên kết B và liên kết C này nó song song với nhau, do vậy nó cắt nhau vô cùng. Đầu tiên là vẽ đường ảnh hưởng của M1. Một này là tiết diện nằm, tiết diện nằm ở ngoài đầu thừa thì chúng ta, đây tiết diện nằm ngoài đầu thừa chúng ta vẽ cũng, đầu tiên là từ đầu tiên là từ đầu mốt chúng ta dòng xuống đây, giả dụ đây là D, sau đó đều từ D thì chúng ta từ tiết diện 1 thì chúng ta dòng xuống, đây là A phẩy. Một này, cái tiết diện 1 này là người ta cắt sát phía bên trái của A chứ không cắt tại gối A. Do vậy thì đây vẫn chỉ là tiết diện ở ngoài đầu mốt, là tiết diện ở ngoài đầu thừa. Chúng ta dòng xuống đây thì nó tương ứng với A phẩy. Sau đó thì từ D chúng ta dòng lên một đoạn D2 phẩy có giá trị bằng khoảng cách từ đầu mốt cho đến tiết diện, tức là bằng 2. Nối vào đây hình tam giác. Tiếp theo đường ảnh hưởng của Q1. Q1, đường ảnh hưởng Q1 nó có dạng hình chữ nhật. Đây là 1. Đây là âm, âm. Tiếp theo xác định đường ảnh hưởng của tiết diện 2. Đường ảnh hưởng M2 ở đây nó cắt nhau tại vô cùng. Cắt nhau vô cùng tức cái khớp của nó, giả dụ như thế này chẳng hạn. Tức là tiết diện 2 này nó vẫn nằm giữa cái gối A và khớp giả tạo của BC. Hai tiết diện 2 này nó sẽ nằm ở trong nhịp. Đầu tiên vẽ M2. Từ A thì chúng ta dòng xuống, đây là A phẩy. Sau đó từ A phẩy chúng ta dựng một đoạn A phẩy có giá trị bằng khoảng cách từ tiết diện 2 cho đến A, tức là đây là bằng 2. Sau đó từ A phẩy chúng ta kẻ đường thẳng song song với đường chuẩn. Từ tiết diện 2 thì chúng ta dòng xuống xác định được 2 phẩy. Sau đó từ 2 phẩy chúng ta vẽ đường nét liền, chúng ta được nhánh phải. Nối 2 phẩy với A phẩy thì chúng ta được nhánh trái. Tức là cứ có hai gối song song cắt nhau vào vô cùng thì ở phía nhánh mà, tức là nhánh mà có nhánh ở phía hai, ở phía mà hai gối cắt nhau vô cùng này thì chúng ta
sẽ vẽ đường thẳng song song với lại đường chuẩn. Đây là âm, dương, dương. Các giá trị thì các bạn tự tính. Đây là bằng 2, đây bằng 2. Tiếp theo Q1, à, đường ảnh hưởng của Q2. Đường ảnh hưởng của Q2 thì từ A phẩy chúng ta dòng số một đoạn bằng 1. Sau đó thì từ 1 sau đó đây là A2 phẩy, từ A2 phẩy thì chúng ta cũng kẻ đường thẳng, tức là chúng ta vẽ đường nét đứt song song với đường chuẩn. Từ tiếp diện A chúng ta dòng xuống xác định là 2 phẩy, sau đó chúng ta nối nét liền thì chúng ta được nhánh phải. Còn nhánh trái thì nhánh trái này thì từ A phẩy chúng ta kẻ đường thẳng song song với lại đường nhánh phải. Như vậy thì đường nhánh trái sẽ trùng với đường chuẩn nên là chúng ta không vẽ nữa. Đây là dương. Và giá trị 1. Đây là đường ảnh hưởng của Q2. Tiếp theo ví dụ 5. Ví dụ 5 là đây là ngàm trượt. Ngàm trượt này có hai gối cắt nhau vô cùng. Chúng ta cũng làm tương tự đối với ví dụ 4. Đầu tiên là tiết diện 1 nằm ngoài. Vẽ đường ảnh hưởng của M1 và M và Q1 thì tương tự như ví dụ 4. Tiếp theo đường ảnh hưởng của M2 và Q2. Đầu tiên là từ gối A chúng ta dựng một đoạn có giá trị bằng khoảng cách từ tiết diện 2 cho đến A, tức là bằng 2. Ở đây có gối, có ngàm trượt, hai cái gối di động này nó cắt nhau vô cùng. Thì từ từ đây là A phẩy, đây là A2 phẩy. Từ A2 phẩy chúng ta kẻ đường thẳng, kẻ đường nét đứt song song với đường chuẩn. Từ tiết diện 2 chúng ta dòng xuống thì chúng ta sẽ xác định được 2 phẩy. Sau đó chúng ta nối nét liền thì chúng ta được nhánh phải. Từ 2 phẩy chúng ta nối với A phẩy thì chúng ta được nhánh trái. Giá trị ở đây bằng 2, đây bằng 2. Tiếp theo đường ảnh hưởng của Q2. Đường ảnh hưởng của Q2 thì từ A phẩy thì chúng ta dựng xuống, chúng ta dòng xuống A2 phẩy một đoạn bằng 1. Từ 1 chúng ta kẻ đường nét đứt song song với đường chuẩn. Từ tiết diện 2 chúng ta dòng xuống thì chúng ta được đây là 2 phẩy, chúng ta nối nét liền thì chúng ta được nhánh phải. Sau đấy từ A phẩy chúng ta kẻ đường thẳng song song với nhánh phải thì chúng ta sẽ được đường được nhánh trái. Trong trường hợp này thì nhánh trái sẽ trùng với đường chuẩn. Vậy thì biểu đồ của nó sẽ như thế này. Đây là âm, dương, dương.